thiền khiến tôi gian dài, nhắc chư hiền nhớ lấy tu cần. Bởi cuộc đời thay đổi quá gần, vì sự thế biến di rất gấp. Muốn cho kẻ thật tâm tu tập, nên gọi người cần kiếp chớ buông. Phải gượng mình để có qua chuông, cần gắn chí ngày kia thoát khổ. Bốn đạo thầy rất như lá đổ, bởi luồng dẫm vật chất thôi nhiều. Nên ít ai còn giữ quy điều, thấy nhiều kẻ phạm vào giới luật. Chẳng còn muốn trao dồi đạo đức, không toan lo khuya sớm chuyên trì. Sợ ngày kia gặp nỗi sầu bi, e giờ chót đeo mang tay ách. Mới kêu gọi lương dân đủ cách, thêm nhận nhẹ thế sự mọi điều. Mong giờ nhau hành thiện sớm chiều, ước sao chúng khỏi điều thông thiết. Còn chi quý hơn nhà Nam Việt, đến sau này có đấng thánh quân. Kẻ trung lương sẽ được hưởng ân, người bội phản phải đành tiêu tần. Cơ hội ấy người lành gặp dần, còn bây giờ lão ly phải đành. Chỉ gắn công khuya sớm tu hành, là mới khỏi khổ lao đưa lại. Đã quyết chí tu hành đừng nài, lòng mến thầy cái đắng không màng. Miệng bước lên chiếc bát nhà thoảng, hoặc tay nắm được kim cán gầy. Để trừ diệt những loại tà quấy, hầu vượt qua khổ hại một phen. Cuộc hồng trần tuy qua tối đen, nhưng đã có sẵn đèn trí huệ. Khả xoay đó đi theo kẹo trễ, mới khỏi ngày bỏ phế việc mình. Người đời nay cứ mãi chống kình, lo trao trĩa thân xinh dốc đẹp. Nào son phấn mở dầu dài dép, thêm vòng vàng chuỗi hộp áo quần. Muốn thân mình đủ cách tối tân, để khoe sức với người lẫn cần. Làm lắm việc rất nên nhớ bằng, ghi tuổi phiền các đấng tiên nhân. Đến ngày kia e khó bảo thân, phải chịu nổi lao lung biết
Hỡi đồng đạo từ nay xét lấy sự tu hành tinh tấn một lòng. Cũng chớ nên rài bưởi mai bồng, khuyên đừng có tay đến đổi trăng. Tâm Phật giao sớm chiều uống nắng, tánh Bồ Đề mai tối luyện rèn. Chẳng biết phân kẻ lạ hay quen, đều một và thương yêu tất cả. Để có thể cứu nhau khỏi rã, hầu dắt diều đến hội Long Đình. Nay dầu cho gặp lắm tà tinh, ta cũng cứ tâm thần vững chắc. Vậy mới được Bồ Đề quả đắc, làm cho mình sao đặng sống còn. Lại xong rồi bốn phần tôi con, không còn hổ giống người đất Việt. Lời giảng giải đây lòng thành thiệt, tiếng nhủ khuyên toàn lẽ bi ai. Chỉ muốn cho đồng đạo gây trai, đồng gắn gỗ sớm ôm như một. Thấy những kẻ tu hành trồi sụp, khiến lòng đây như lửa đốt vào. Thế cho nên lâm tiếng kêu gào, chẳng hề quán thân đau hay mạnh. Nhưng xét thấy vừa đời tránh cành, lời khuyên như nước đổ lá môn. Biết làm sao tất cả đồng tôn, khi nghe lấy một lòng phơi phờ. Như vậy mới rối này được gờ, bằng trễ bê khó sợ được nào. Vẫn hỡi ơi nhìn cảnh bên tàu, rồi ngắm lại đông bao Nam Việt. Thấy việc kẻ việc mình phải biết, biết rồi làm tinh khiết nơi lòng. Có mấy khi khai mở qua lòng, lại ít gặp lập phong thần hồi. Ngày thế giới năm châu thay đổi, chỉ sống còn những kẻ tu hiền. Thương bao nhiêu hung ác lụy phiền, đâu còn được coi miền bãi núi. Ngày lập hội thấy nằm như cùi, còn máu kia tựa suối chảy ầm. Trước cảnh này ai cũng đồng tâm, huống hồ các thần tiên Phật thánh. Nhưng rồi cũng khó phương cứu rảnh, bởi nhân không toàn thiện phải mang. Lời khuyên rằng người hãy sửa sang, lẽ khuyên khích kẻ nên liệu lường. Khuya với sớm Di Đà hằng tường, trưa cùng chiều lục tử chớ phai. Sau chữ này cứu khỏi quả tai,
lại cũng được đưa về cõi Phật. Bởi thế sự khổ sầu chất ngất, vì tuồng đời khúc chiết quá nhiều, nên Phật tiên ban rải luật điều, mà chứ chúng cơ hồ chẳng dừ. Bởi lỗi đó nên thiên hạ sự càng ngày thêm tai nạn dập dồn. Chỉ chờ ngày có linh chi tôn để phân xử mới xong cuộc thế. Lời khuyên nhủ kéo người bê trễ, tiếng gọi kêu e chung lặng lơ. Lời khuyên răng mong chớ làm ngơ, sự khuyên khích hãy cần phân tân. Tu thì phải giữ lòng tinh cần, không vì ai giàu có bở bưng, cũng chẳng nên ưa kẻ nịnh gần, lại trừ hắn mọi điều tửu sắc. Bổn tâm vẫn giữ màu trong vắt, việc làm hằng chân chánh luôn luôn. Dẫu rằng trong cuộc thế quay cuồng, mình quyết được vững lòng đi tới. Sự nhắc nhở đạo đồng ơi hời, bởi xác này chưa mấy mạnh lành, nên đôi lời khuyên nhủ tu hành, giảng đây dứt để tình ghi nhớ. Dứt giảng xong rồi, hỡi bá gia, với lòng ghi nhớ chớ rời xa. Xin chào đồng đạo nam cùng nữ, tuần tự để rồi có được bước ra. Tháng 8, tại ngôi Tây An Cổ Tự, đêm 11 nhân vía Đức Phật Thầy Tây An Tịch. Kính chào tất cả đồng đạo nam nữ. Nay và mai kỷ niệm ngày Đức Phật Thầy Tây An nhập tịch. Không biết lấy chi để đáp ơn Đức Phật đã đem lòng từ bi giáo độ chúng sanh cho đến khi bỏ xác, mà cũng vẫn còn trở lại nhiều lần, cứ tiếp tục công cuộc quằn quá như xưa, quyết cứu vớt chúng sanh lớn nhỏ trong cõi ta bà. Hôm nay thấy cần đem nhắc lại những điều đạo đức, các lẽ huyền thâm của Đức Phật đã truyền dạy bấy lâu, để chư đồng đạo nhớ rõ mà tu hành cho được tiến triển hơn trước. Ân trên Đức Phật thấy biết toàn cả nhân sanh mang cái quyển thân thì không một ai được trường tồn, mà chỉ thường sống ngắn ngủi và chịu mọi nỗi đau khổ, để rồi cũng đến chỗ biến hoại như bọt nước. Nên Ngài đem cái thuyết nhân quả luân hồi giảng nói cho các chúng sanh
lấy đó kinh sợ mà tránh những điều ác bạo, hầu tạo lấy sự nghiệp chân chánh, cho ngày kia được hưởng mọi sự vĩnh cửu hơn. Song muốn thoát cái khổ quả ấy, cần phải đặt đức tin đầy đủ trên đường đạo pháp, gìn quy củ trong luật giới và tạo các nhân lành, thì chư vị Phật tiên thần thánh sẽ ủng hộ cho mình đến chỗ trọn tốt. Ngược lại, việc làm của mình dại tà hung ác, trái lẽ nhân luân, không lòng từ ái, chỉ biết xu phụ theo lòng ích kỷ tổn nhân, thì mọi ác thần ma oán thừa chỗ hư trống ấy mà xô đẩy, quyến rũ mình theo chúng làm các việc tội lỗi hung tàn. Đến ngày kia có thể chống lại những bậc chân chánh, để rồi phải bị đày đọa, mà không dễ sanh được làm người Phật tiên chi cả. Vả lại, kẻ đã đặt mình trên đường đạo đức với mục đích giải tỏa mê lầm, đánh tan nghiệp chướng, lần đến cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của tiên Phật, đâu còn luyến ái cõi trần là nơi mọi người phải đổ ra bao nhiêu khổ nhọc mà không đủ ăn đủ mặc. Hỡi đồng đạo, một khi chúng ta nhận con đường đạo pháp vốn cao siêu màu nhiệm, có thể giúp ta trở nên giác ngộ như Phật, lẽ cố nhiên bước đầu ta phải tuân thủ quy giới cho tinh nghiêm, và đến khi được thuần thục tánh lành, nhất là kẻ học đạo cần phải có hạnh, đạo hạnh phải đi đôi mới là đầy đủ ý nghĩa của người tín đồ nhà Phật. Hơn nữa, nếu kẻ đã hâm mộ đạo lý mà không đức hạnh thì không bao giờ chứng quả. Ví như người đói mà không ăn vào thì chẳng no, lại chẳng khác nào thuyền không đáy, không thể chở người qua bên kia sông được. Gia dĩ người biết tôn thờ đạo giáo, phải cho lễ độ hiền hòa, nhu thuận, kính nhường, và có cả đức tánh nhẫn nại nữa, mới đáng cho là người thật tâm tôn thờ đạo giáo. Những đức tánh này chúng ta cần phải có, vì nó tiêu biểu mọi sự cao quý của kẻ học đạo và cách xử thế trong xã hội. Nếu không có nó, chẳng khác nào đi đêm không đuốc, sẽ có nhiều sự nguy hiểm đến mình. Thưa đồng đạo, lúc nào tôi cũng lấy làm đau buồn thấy có những người không vâng lời của đức thầy dạy bảo, chỉ biết nghênh ngang, sắc sược, táo bạo, hung hăng, không làm việc chi cho đất nước, cho tổ tông được nhờ, mà thấy họ chỉ làm tai hại đất nước, nhục nhã tổ tông, bại hoại luân lý, và làm cho không biết bao nhiêu người vì họ mà chịu mọi nỗi khốn khổ vật chất lẫn tinh thần. Những điều ấy giai do không gìn đức hạnh mà ra. Những hạng người đó họ cũng vẫn nhắc nhở đức thầy, có nhiều khi họ còn khóc lóc mướt ma. Song kỳ thật, bên trong của họ không giống như bên ngoài, như cách nhắc nhở khóc lóc ấy, nên họ tuy thờ phượng mà không cúng lại, không giữ giới, và họ thường đảo ngược lại những lời dạy bảo trong kệ giảng. Như một vài trường hợp cấm uống rượu thì họ uống và nấu rượu, cấm cờ bạc thì họ đánh và chứa cờ bạc, vân vân. Thưa đồng đạo, vào buổi hạ quân này, cả thảy chúng ta đều sống trong nhà lửa tam giới, chỉ trong nháy mắt có thể bị chết thiêu trong ấy. Song được có đức thầy kêu gọi chúng ta, nếu chúng ta nghe theo thì sẽ ra khỏi nhà ấy, được sống sót yên ổn, tạo lập lại gia đình rộng rãi hơn, yên tĩnh hơn, tức là cõi thượng nguyên hay nước an lạc vậy. Trong dịp này,
Nếu chúng ta để trôi qua không hưởng ứng theo sự cứu khổ của tiên Phật, thì đến một ngày kia, trong lúc hấp hối, dẫu ta có phát tâm trai giới, lắm tiếng khẩn cầu cũng không cứu mình khỏi phúc tiêu diệt được đâu. Như thế ta không làm xong các bổn phận. Một, không báo ân đất nước được một phần công lớn nhỏ nào. Hai, không đáp tạ nghĩa sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Ba, không làm xong các lời dạy dỗ của đức thầy. Bốn, trong khoảnh sống đã thọ ân nhiều người giúp đỡ mà không làm được những việc chi có phúc lợi để đền đáp lại. Bốn lỗi ấy kẻ phàm phu không nhận ra làm bản tác. Huống hồ Phật tiên các ngài đã thấy xa hơn, hiểu rõ hơn, thì có lý nào dung trữ ta được? Nghĩa là các ngài không bao giờ tiếp độ ta đâu. Hơn nữa, chúng ta nếu nghĩ tới ngày Thượng Quân là một ngày đổi mới của xứ sở, trên Chúa thẳng, dưới tôi hiền, đời sống của toàn dân được sang phẳng ấm no, nhất là được hòa ái, thì bây giờ chúng ta hãy sửa mình chân chánh, gác bỏ việc hung tàn mới đến được ngày ấy. Vì cõi Thượng Quân chỉ dành cho những người hiền lương, chánh trực, không tiếp nạp những kẻ xảo trá tội lỗi. Thưa đồng đạo, nếu chúng ta tin nơi lời của Đức Thầy là sự thật, cũng như tin nơi luật nhân quả chẳng hề nói ngoa, thì hãy gìn lòng trong sạch, giữ việc tốt lành, và lúc nào cũng chắc chắn có sự giúp đỡ của ơn trên, làm cho mình đến chỗ trọn lành trọn sáng để cứu vớt tổ tiên cha mẹ và các loài. Vả lại, sự tu hành rất hữu ích cho xã hội. Nếu ai giữ lấy sự hiền lương chất trực, không tánh tham lam ngạo mạn tật đố kiêu sa và không làm điều trái ngược đạo lý nhân luân, thì đó là một phương pháp đem lại yên vui hạnh phúc cho mọi người. Như thế, ai còn chối cãi vì không nhận việc tu hành đạo đức là hữu ích để sấn sước đi tới? Giả chăng hiện giờ các cuộc thù hằn chém giết dằn dai ấy chẳng qua bàn sàng của tạo hóa lựa chọn người hiền đức, và cũng là để trả xong oan gia trái chủ giữa nhân loại. Tuy nhiên, Đức Ngọc Đế và Đức Phật hết sức tìm cách làm cho chúng sanh ăn năn hối cải các việc tội lỗi đã qua và sắp tới, trở lại thi hành mọi việc phước điền mới có thể đủ điều kiện sống sót đến ngày hội long hoa. Để nhắc lại ngày hội ấy, cả bầu trời chuyển động, các cảnh giới hiện ra khổ nỗi, chúng ma dương xô đẩy bao người vào cảnh chết chóc một cách thê thảm, trừ những kẻ đủ đức hạnh vững tinh thần mới không bị lũ nó ám hại. Trong cảnh ấy, dù rằng người từ trước đến giờ không biết niệm Phật, cũng hốt nhiên niệm Phật. Họ niệm để cầu lấy sự an ổn sống sót. Đành rằng Đức Phật bao giờ cũng độ tận chúng sanh, nhưng chỉ độ được người làm lành, làm phải, ăn chay giữ giới. Trái lại, kẻ gian ác bạo tàn, không biết tôn thờ trời Phật mẹ cha, thì Phật Ngài không thể tiếp độ cho họ được. Nên Đức Thầy có nói: Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ái. Giả chăng đối với kẻ ác, bao nhiêu việc làm của họ chỉ gây đau khổ cho người đời và trở ngại việc hoằng hóa của chư Phật. Họ với Phật cách xa nhau một trời một vực. Giữa hai luồng tư tưởng không đồng nhau thì chẳng hề được thông cảm nhau. Nếu họ không hồi tâm phá sạch bức tường ác nghiệp đang làm chướng ngại với những kẻ này, trong lúc họ làm ác
chỉ vì nghiệp mê xúi dục. Nếu họ cứ làm mãi như thế thì giữa Phật với họ không gặp nhau, nhưng sau một niệm tỉnh ngộ, họ với Phật sẽ gần nhau như cây với trái. Như thế thì kẻ ác đâu phải là không thể hối ngộ để đến chứng quả được, mà chẳng gấp rút cải tà quy chánh, lánh dữ về lành. Tóm tắt, sự tu của chúng ta hiện giờ thật đại hữu ích, đại phước duyên. Hữu ích ở chỗ làm lợi phúc cho đồng bào nhân loại. Phước duyên được nghe đạo, được gặp thầy là điều không thể dễ cầu. Chúng ta không đến nỗi ngu mê, nhờ đức thầy dạy dỗ, biết luật nhân quả, học hiểu kinh sám, chỉ còn có bổn phận thi hành theo đó một cách chí thiết sẽ được đến chỗ thành đạt nguyện ước. Trên dương thế xiết bao tay khổ, ở trong trần nhiều chỗ cấn gai. Sự tu hành đồng đạo gây trái, hãy trì chí gặp ngài thương cô. Nhờ ơn thầy dạy công dạy dỗ, tướng Phật trời thương xót thấy trần, nên sách ban cho các thánh thần, xuống trần hạ giải bài đạo ly. Kẻ được biết cuộc đời mong mì, gắng tu hành sẽ được siêu thăng. Người mê si đạo đức bỏ lăng, ngày chung cuộc xác hồn tiêu tần. Ta hãy gắng làm trọn bổn phận của tổ thầy dạy dỗ bấy nay. Trên đường tu nhiều chỗ gốc gai, kẻ trì chí không hề nao núng. Coi sám giảng thiệt hành được trung, xem thời trời liễu lượng cho cân. Bởi nay đã cảnh giới hạ nguân, trời Phật định gần ngày tiêu diệt. Thương những kẻ mắt không thấy biết, tưởng ngày giờ còn mãi kéo dài. Nên sự tu lòng để chuyển lại, không còn được như hồi buổi trước. Đến ngày kia hắn đành thiếu phước, không bao giờ hướng đành sống còn. Bước tu hành xem qua mọi mòn, mà nhìn sanh chúng lòng đau tở cách. Nên trong lúc đức thầy vắng mặt, thanh sĩ này dùng lẽ nhu khuyên, để thức nhau trong giấc triền miên, hoặc gọi kẻ lầm còn ngờ vực, để có thể tăng cường nghị lực, hầu vững vàng chi sức tu hành.
gặp phải đường gai gốc nhọc nhanh, nếu sân sước có ngày thành tựu. Chuông thúc nhạc trên đền linh thiêu, dòng hiền hòa ở giữa giảng đường. Kêu gọi nhau chỉ tỏ lòng thương, đâu hề có bài trò bươi móc. Cốt chỉ biểu cho người tầm gốc, để ngày kia hầu được hướng nhờ. Thương cùng nhau trong lúc tối mờ, nên phải ráng nhắc cho đường lối. Thầy vắng mặt ta như người tối, có biết đâu đàn nẻo để đi. Không lẽ nhau cứ mãi ngồi lì, cũng phải ráng lần dò để bước. Hỡi ai kẻ tâm còn báo ngược, kể từ nay khuyên hãy răng chừa. Nên nhìn coi ngày tháng sớm trưa, thật mau chóng khác nào tên bắn. Thay thế cũng biết đời thúc ngắn, còn chi mà không ráng tu hành. Mãi để tâm vào việc cạnh tranh, tiền của ấy tưởng đâu dài dằng. Khuyên người nhớ đời này như cằn, có một ngày sắp đổ bây giờ. Đã nhiều nơi cảnh vật sơ rơ, nhà với cửa điêu tàn bằng đìa. Cả nhân loại sẽ còn mất vía, xác chồng lên như núi càng ghê. Cõi trần còn chi nữa mà mê, hãy dẹp gác để lòng tu niệm. Nhưng cũng phải ăn cần ở kiềm, để lâu dài đặng có tu hành. Đừng xa qua theo thói thường tình, đã phí của lại thêm vô ích. Nay sanh chung trong vòng tối mịt, hãy tìm phương để lánh chân ra. Còn chi mà cứ mãi dần già, việc xảy tới e người khó liều. Nam với nữ đôi bên ráng hiểu, trẻ cùng già hai phía nghiệm suy. Cuộc đời này sắp đến biến di, cỡ tạo quá ngày kia lặp lại. Hằng mạc thế không hề tồn tại, chỉ còn điều chân chất hiền lành. Ai được nhiều công đức tồn sanh, kẻ thiếu phước phải đành mất xác. Lời khuyên nhủ chỉ anh cô bác, tiếng gọi kêu đồng đạo nữ nam. Trò đời này như quyển đừng ham, cuộc
thể đã mộng màng chờ mến. Thuyền Bát Nhã Phật tiên đã đến, còn chi mà chẳng bước xuống đi. Nếu dần già thì gặp hiểm nguy, chừng ấy mới ăn năn sao kịp. Trên đường đạo lắm người bỏ liếp, cửa phấn son nhiều kẻ chen chân. Ôi trên đời không thấy chỗ mừng, mà chỉ ngắm nhiều điều buồn tham. Thương những kẻ bị màn hắc ám, chẳng rõ thông thời thế vị lai. Nên tu hành chẳng có miệt mài, đến ngày chót ô hô một giấc đã tiêu tận đi rồi xác thịt. Còn mất tan luôn cả linh hồn, làm bụi bùng kiếp số ngàn muôn. Sao rồi mới dần dần tỉnh lại, cuộc tuần hoàn nghiêm suy kinh hài. Hỡi đạo đồng gắn chí tu cần, còn chi mà cứ mãi lửa lần. Hãy tinh tấn một đàn đi tới. Thương Đức Phật vào trong tam giới, chịu nhọc nhằn để giải nhân sanh. Thương những người tuy đã siêu hình, mà cũng phải trở mình đổ chung. Bởi sắc lĩnh Tây Phương mở rộng, nên giàu ai cũng phải lập công. Phật Thánh Tiên đã có hội đồng, mà định phương hướng mỗi người mỗi chỗ. Tùy duyên nghiệp tùy theo trình độ, để mà lo dạy dỗ người đời. Kẻ thiệt tâm chân chánh không rời, người giả dối bảo tàng chẳng băm. Lời khuyên nhủ đạo đồng hãy thấm, để về nhà trao tấm lòng mình. Đến ngày kia mới được tồn sinh, bằng chẳng vậy sau này đại khổ. Lời nhắc nhở nào đâu ai ủ, tiếng nhủ khuyên không có ngã nhân. Muốn cho người bền vững tâm thần, hầu đến được long vân kỳ chót. Vậy mới gọi là mình nối gót của tổ thầy với các người xưa. Đôi lời lành khuyên nhủ hãy ưa, để trao trìa cho mình thêm chánh. Bởi xác thân sĩ thanh chưa mạnh, nên ít lời khuyên nhủ đạo đồng. Ý muốn cho đời gắn sự tu, nên chi thanh sĩ chẳng nại đau.
đem lời Phật thánh khuyên trần thế, để được cùng chung một sắc màu. Đó là nghĩa của phần thanh sĩ, đã vì người lớn nhỏ nhu khuyên. Bước tu hành nhớ hãy cần chuyên, đường đạo lý phải nên xét cứu. Theo tiếng chuông nơi đền linh thiếu, bước xuống thuyền của lão bồng lai. Nhớ ơn thầy hai bơ gáy trai, tưởng quan cửu ở người đồng đào. Bởi thấy chúng sanh còn đổ máu, vì thương người quá đổi mùi mê, nên Phật tiên coi hạ tửu tề, tìm đủ cách khuyên người tỉnh thức. Thương những kẻ thật tâm chánh trực, buồn cho người giả dối gian tàn. Ở ngoài mỗi niệm Phật Di Đà, trong tâm chỉ tưởng điều yêu quái. Kẻ đó hẳn không hề tồn tại, đến ngày kia hồn xác chẳng còn. Trên thế trần nhiều việc thông vốn, giữa cõi khổ muôn điều lao lý. Tu thì phải tìm chân lánh nguy, biết được rành các việc chánh tà. Những điều nào hợp lý thích ca, thì sân sước một lòng đi tới. Bỏ những chuyện trái điều phạm giới, lánh mọi phương quyến hoặc dối gian. Tu sao cho đến cảnh niết bàn, hành được thấy nơi câu thâm diệu. Đọc sám giảng khuyên người sớm liều, tầm kệ cơ nên hiểu lẽ màu. Tu sao cho được đến sơn đầu, tu khỏi để thân vào miệng cọp. Tu cho được khỏi lờ khỏi lộp, tu không xa vào rập quỷ tàn. Tu được coi cái hội long quang, tu thấy cõi ta bà biên đồi. Tu sao thấy chữ ban thế giới, nhìn nước Nam với vẻ kính cung. Chẳng còn tâm xưng bá xưng hùng, với ý chí theo đường đạo đức. Khuyên hãy ráng một phen nỗ lực, để tìm về đến cõi thượng lai, khỏi những điều lao khổ như nay. Thêm hưởng lấy mọi phương màu nhiệm,
tu hành phải thành tâm tô điểm, những điều lành gắng sức lo làm. Các việc nào nhớ xấu đừng ham, trái giới luật phải nên chừa bỏ. Hỡi tất cả đạo đồng lớn nhỏ, thương đức thầy đừng có thả trôi. Phải hộp hòa hôm sớm trao dồi, nhớ lại đức thầy còn lao lý. Chúng ta chớ quá vì ích kỳ, hãy lo cho xong chí tu hành, để ngày kia qua đất công thành, lại cũng được phí tình thầy tơ. Ai bao nợ quên cân tận sợ, không chờ trong hết cuộc rẻ chia. Phải thành tâm cầu đức thầy về, để quy hồi dứt rồi tai khổ. Phải thương thầy gắn công dạy dỗ, nên mến nhau cùng một đạo tràng. Hãy nghĩ rằng nơi cõi trần gian, khác nào thế đám mây lững đừng. Tuy mịt trời gió quá dài bần, trong khắc giờ nó sẽ tiêu tan. Dầu cho nay người có tham sang, đến chung cuộc cùng ra ma quay. Chỉ bằng nên trì trai giữ dây, rèn bốn ân với tám điều chân, đến ngày kia sẽ được toàn thân. Lại cũng thấy ngũ vân màu nhiệm, trên rưới giọt mưa qua kho kiếm. Dưới Phật tiên công dùng phép màu, cứu trần gian đi đến lòng lầu, đổ ba tánh khỏi cơn tiêu diệt. Thương nhau phải lấy lời thành thiệt, vì muốn cho đồng đạo chánh chân. Nên có lời chân giả biện phân, hãy tùy ý lập lừa chọn lấy. Kính kề nhiễm màu, hỡi bớ ai trên đường tu học gắn công mài, để chờ được gặp long vân hồi, đến đó tôn sư trợ gốc hài. Gốc hài khi trợ rất siêu cao, vậy cả đồng môn chớ ngày nào. Nay phải nhất tâm quy hướng Phật, để chờ đi đến
một ngày sau. Hỡi đồng đạo dồi mài tâm chỉ, dầu lao lung thay mấy đừng phai. Ai ôi tu tịnh ngày nay, ngày kia sẽ được non dài đến nơi. Cuộc thay đổi khắp trời nguy biên, chuyện hãy hùng đâu đó như nhau. Trên đường Phật Pháp siêu cao, một lòng gắn bó thì nào mất thân. Gọi khắp cả mười phương dân chung, kêu ai người thật tánh chuyên tu. Từ nay chớ nghĩ lu bù, hãy nên nhất quyết vượt tù trần gian. Đường đi đến thất sáng không về, qua dàm nào việc ấy khó khăn. Tâm kia kha giữ năm hằng, sao rồi mới khỏi dưới lằn kiếm đau. Đời ơi sĩ quá buồn than vàng, nghĩ vì ai phải ráng nhủ khuyên. Chớ tâm này ngày tháng sầu riêng, thương đồng đạo nhớ thầy vắng mặt. Dẫu thanh sĩ có lời để nhắc, cũng cơ hồ như da múc thêm. Biết bao giờ trên dưới một niềm, mà để được khỏi có điều phiền muôn. Ai cũng biết tu hành yêu chuồng, có bao giờ gây cuộc xéo dày. Ráng tu hời bớ trần ai, từ rài việc thế đổi thay không ngừng. Khuyên nhau đây chẳng lửa lần, gọi nhau cho biết Phật thần nơi đâu. Cơ trời xem thấy không lâu, chỉ hiềm dân chúng cơ cầu chẳng tin. Lời khuyên đây thật hữu tình, chỉ vì ba tấn chưa nhìn đây thôi. Ôi ôi ba bốn tiếng ôi, để sao rõ biết cái non đồi nổ tan. Chừng kia chúng thấy đền vàng, mới quay tưởng Phật muộn màng lắm thay. Bây giờ chưa gặp nàng tay, với lòng lơ làng không hoài sự tu. Chừng khi nạn ách đi lu bù, mới là lớn nhỏ dập đầu cầu tiên. Ôi thôi đến thế thêm phiền, Phật trời đâu thể xuống liền cứu cho. Lời khuyên gái go từ đoàn, tiên nhẫn nhẹ hại rang bớ dân. Bởi vì đây lập đời tân muôn thu mới có một lần này thôi.
lời giảng khuyên nhau đã đến đây gọi cho hãy nhớ nhớ công thầy ra về ôm ấp câu quyền bi để được cùng đi đến hồi mây. Ngày 30 tháng 8 tại ngôi Tây An Cổ Tự. Hỡi đồng đạo, như kẻ muốn làm giàu, việc làm đầu tiên là phải thức khuya dậy sớm, lo tính làm lụm mệt nhọc cực khổ, và phải ăn cần ở kiệm dành dụm côn kỉnh từ đồng. Lâu ngày dư động được nhiều mới trở thành nhà phú hộ. Người tu hành cũng thế, muốn đến địa vị cao quý của Phật tiên cần phải giữ giới niệm Phật, tích đức tu nhân, làm tất cả việc lành, giữ mọi điều chân chánh, và lúc nào cũng mài miệt cố gắng để mà đi tới. Với những công phu ấy không hề chán nản bỏ qua, cứ một mực cao trĩa thêm lên, chừng khi đó đủ công đức phước điền mới đạt thành ý nguyện. Trái lại, trong sự tu hành lòng đã muốn gần Phật chứng quả mà chẳng chịu theo lời Phật dạy thì đâu có công duyên gì hẳn không bao giờ Phật thọ ký tiếp độ mình đâu. Như vậy, sự mơ tưởng và hứa nguyện suôn sẻ đó chưa đủ làm cho Đức Thầy cứu độ. Hiện giờ chúng ta là môn nhân của Đức Thầy, với bốn cuốn giảng chánh của Đức Thầy đã dạy. Nếu chúng ta thực hành theo đó một cách viên dung, sẽ được phát huệ và giải thoát. Chẳng phải vậy thôi, ngày kia chúng ta còn được gặp hội Long Hoa chầu Chúa Thánh, nghe pháp màu đó là điều hy vọng duy nhất của cả tín đồ nam nữ đã trông mong chờ đợi. Song theo chỗ nhận thấy của tôi, việc làm của anh em đồng đạo, nhất là về cách thức tu hành ở buổi đầu, rất gần chân lý. Nếu ráng thêm một chút nữa là nắm được diệu quả. Nhưng hình ảnh ấy đã mất đi vì ngày tháng trôi qua, nhất là trong lúc vắng mặt Đức Thầy, phần đông đều bị vật chất xô đẩy, tiền bạc ám ảnh, sắc đẹp rù quến, quyền thế cuốn lôi, chỉ vì lòng ích kỷ đành quên hết lời dạy của Đức Thầy, không còn vẹn lòng trung thành với lý tưởng Phật giáo hòa hảo như xưa. Vì lẽ ấy, tôi và biết bao vị khác, vì sự lợi ích nhân sanh, nói rõ hơn, vì muốn chấn hưng đạo đức, phục hồi gia phong, mới đứng ra kêu gọi nhắc nhở lý tưởng cao siêu của Thầy, của Phật, để cho anh em lớn nhỏ nhất tâm tu hành, trước khỏi lâm tội ác, sau sống sót coi đời. Nghĩa là trong sự giảng dạy có mục đích làm sáng tỏ tâm hồn tín đồ Phật giáo hòa hảo và trùng hưng phong tục cao quý của giống nòi. Với lại, lần hồi làm lan rộng lý thuyết từ bi cùng khắp nhân sanh, để cho mỗi ai cũng biết tự giác trên lẽ công bằng, hầu cứu nhau khỏi sống trong cảnh chênh lệch khổ sở. Hơn nữa, mọi lời nhắc nhở của tôi để làm cho anh em đồng đạo tin rằng lúc Đức Thầy vắng mặt, ơn trên chẳng bỏ qua việc đạo đức mà vẫn khiến con người khuyến nhủ luôn. Ngoài điều này, những việc làm nào của chúng ta đều được Đức Thầy hiểu biết tường tận, cũng như chư vị thánh thần đều thấy rõ. Nếu chúng ta làm những điều chân chánh sẽ được các ngài ủng hộ bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong giấc mộng hay bên ngoài.
Chúng ta chớ quá bi quan trong lúc Đức Thầy vắng mặt, để say mê theo vật chất phù phiếm mà quên lãng tinh thần đạo đức siêu việt. Đành rằng sự sống phải cần đến vật chất, song vật chất ấy chỉ cung ứng tạm thời và thích thú ngắn ngủi. Nếu ta mãi đeo nó thì sẽ vì nó mà khổ lụy nhiều kiếp. Ta hãy nghĩ đến chân thần của ta siêu xuất hơn, để gắng sức trở lại và mở mang sáng suốt chủ đích để gặp hội Long Hoa và chầu Phật. Tuy nhiên, trên lẽ thực tế, nếu muốn khoán triển đạo đức, chúng ta cần phải bảo trợ đất nước an vững, vì nếu nước biến thì dân nghèo, mọi sự khuynh đốn đê tiện hẳn phải xảy ra. Hơn nữa, không có một vị trí an ninh bảo đảm chắc chắn để cho ta thuyết minh đạo lý dưới một hình thức nào rộng rãi được, còn nói gì những phương tiện truyền bá hẳn phải gặp nhiều sự khó khăn. Thưa đồng đạo, vì muốn cứu thế khỏi chốn trầm luân, đã xuất hiện biết bao thánh hiền có đủ cách kìm hãm con người trở lại khuôn khổ tốt đẹp giữa nhau, đồng thời có những phương pháp giúp người thực hành đến chỗ giải thoát. Tóm lại, với những hành động của các vị ấy, do lòng đại bi mà chẳng quản khó nhọc, nhiều phen đã phải hy sinh rất nhiều về tánh mạng cũng như tài sản cho chúng sanh. Như Đức Thầy lúc nào cũng thương mến chúng ta, trong lúc mê muội chẳng khác người trên giường bệnh trầm trọng sản sốt, muốn cứu chúng ta, Đức Thầy đã đưa cho nhiều diệu dược. Hèm gì chúng ta không chịu uống vào thì sự nguy hiểm tánh mạng đâu tránh khỏi. Diệu dược ấy là sám giảng, kệ cơ, quy giới của Đức Thầy đã dạy cho ta để trị bệnh mê si, tà kiến, ác nghiệp. Nếu chúng ta cố gắng thực hành sẽ được mở khai trí huệ và giải thoát mê ly. Hơn nữa, kỳ hội Long Hoa này cả muôn thu mới có một lần, chỉ để thu nạp những phần người hiền đức sang dự nơi đó. Nếu chúng ta không gấp rút sửa mình, để đến ngày kia dẫu có hối tiếc cũng không kịp. Thưa tất cả đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng về hai điều: một, lựa lời ngay chánh; hai, lựa nghề ngay chánh. Hai điều này trợ giúp cho ta gây lấy thiện cảm với mọi người và tránh mọi ác nghiệp cho ta ở kiếp hiện hữu và vị lai. Chẳng thế thôi, nó còn giúp cho ta trở thành một tín đồ đủ đức hạnh và quy củ của đạo Phật nữa. Lựa lời ngay chánh. Một, lựa lời thành thật không nói giả dối. Hai, lựa lời minh chánh không nói giải tà. Ba, lựa lời hòa nhã không nói đâm thọc. Bốn, lựa lời hiền lành không nói hung dữ. Năm, lựa lời hữu ích không nói bông lơn. Sáu, lựa lời khiêm cung không nói cao gác. Bảy, lựa lời lễ độ không nói ngang tàn. Tám, lựa lời ân nghĩa không nói bội phản. Chín, lựa lời hiếu thuận không nói ngỗ nghịch. Mười, lựa lời thanh bai không nói tục tằng. 11, lựa lời thánh hiền không nói chuyện nhảm. 12, lựa lời nhân quả báo ứng không nói câu nệ vô thần. Tóm lại, chúng ta nói lời phù hợp đạo lý, hòa thích nhân tâm, gây lấy sự sống trong bầu không khí êm dịu nhẹ nhàng, và cũng chẳng gây cho chúng ta tội lỗi ở lỗ miệng. Đức Thầy có nói: lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ. Thấy chăng, Đức Thầy đã dạy chúng ta những lời lẽ mềm dịu ngọt ngào để kết lấy sự thân ái giữa nhau. Và cũng theo phép lịch sự của con nhà lễ giáo, huống chỉ sách xưa có câu: bán cú phi ngôn, ngộ tổn bình sanh chi đức.
Ý nói nửa lời chẳng phải sẽ làm ta mất đức lúc bình sanh. Như thế, chúng ta đâu nên khinh thường lời nói, hãy dè dặt lọc lừa trước khi thốt ra mới xứng đáng môn nhân của Đức Thầy. Tuy nhiên, nói không cũng chưa đủ làm giá trị hẳn hoi, vì nếu nói mà không làm thì chỉ kể như là vọng ngữ, nên cần phải kèm theo việc làm. Nhất là lựa làm những nghề ngay chánh mới đủ kết quả cao quý. Lựa nghề ngay chánh. Một, không làm nghề trộm cướp lẫn lường. Hai, không làm nghề đồ tể sát sanh. Ba, không làm nghề phá thai chẳng quyết. Bốn, không làm nghề nuôi điếm mãi dâm. Năm, không làm nghề gây men nấu rượu. Sáu, không làm nghề chứa rượu bạc bài. Bảy, không làm nghề khiêu vũ hát ca. Tám, không làm nghề viết truyện quê tình. Chín, không làm nghề buôn lậu đầu cơ. Mười, không làm nghề tạo bán đồ giả. 11. Không làm nghề qua trữ gian tế. 12. Không làm nghề kiện mướn mưu mẹo. 13. Không làm nghề săn bắn lưới rập. 14. Không làm nghề phù thủy ếm đối. 15. Không làm nghề coi bói tướng tai. Nói tóm lại, chúng ta tránh tất cả nghề nghiệp nào có hại cho đạo lý, đất nước và phong tục của giống nòi. Đức Thầy có nói: tích thiện thời thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Như vậy, việc làm hẳn có quan hệ đến đời sống hiện hữu và tương lai của ta rất nhiều. Vì thế, ta cần chọn lựa xem xét đến nghề nghiệp nào chân chánh, được lợi ích cho mình và kẻ khác, nhất là những việc làm nào được vinh hiển tổ tiên cha mẹ, mới khỏi hổ phận làm người sanh trên cõi đời, nhất là sanh vào đất nước Việt Nam. Hỡi đồng đạo, đồng đạo hãy quan tâm vào việc làm nhiều hơn, vì nó sẽ làm xứng đáng dân tộc tự giác. Trái lại, nó cũng hay làm cho thiên hạ nhạo cười tổ tiên bị khinh rẻ, nếu việc làm ấy tham tàn bạo ngược, trái công lý. Khổng Tử có nói: phú nhi khả cầu, chấp tiên diệt di, như bất khả cầu, tùng ngô sở háo. Việc giàu sang mà cầu được, dù nghề cầm roi cũng làm. Như chẳng cầu được thì nên theo ở điều ta thích. Lại có câu: các nhân chi tài sản do hồ, các nhân chi phước lực, tịnh phi thiết, mưu nhi khả đắc giả. Tài sản của mỗi người bởi phước lực mà có, đều chẳng phải bài mưu thiết kế mà đặng. Như thế, sự giàu nghèo hẳn có định mạng. Chúng ta chớ quá bôn cạnh theo tiếng gọi của lòng tham dục, theo ngoại cảnh của trường hát thế. Hãy trở lại với việc làm chân thật công bằng, nhất là phải được siêng năng tiết kiệm, để không khiến lâm vào cảnh hư hèn nhơ bợn. Vả lại, xét đến cõi đời, sở dĩ đã diễn ra lắm trò hung tàn cay nghiệt giữa nhau, đó chẳng qua vì con người quá tôn trọng vật chất. Nói rõ hơn, vì sự ăn mặc ở lợi danh tình mới nở xuống tay tàn sát lẫn nhau, gây cuộc biến loạn trong nước, khiến dân phải khốn đốn, phải biến loạn trong nước, khiến dân phải khốn khổ, phải chia ly, để rồi chỉ đem lại sự tủi nhục tổ tiên, tội lỗi nòi giống. Nhất là mỗi người trong ấy đời sau phải hái lấy khổ họa thê thảm vậy thôi. Bởi thế, cho nên chúng ta
hãy trực tâm tuân thủ quy củ của Đức Thầy đã chỉ rạch từ việc một trong sám giảng để có thể làm được những việc làm công lợi cho đất nước, ân đức cho nhân sanh và cũng là để giúp mình đến chỗ hoàn thiện trong buổi chọn lọc sang cõi thượng nguyên. Chúng ta lúc nào cũng tưởng Đức Thầy trước mặt để không quên những lời dạy dỗ cao quý và nghĩ rằng sự tái tâm của Đức Thầy với mục đích cao thượng là gây dựng hạnh phúc cho nước nhà, cứu thoát cảnh đau binh cho dân tộc và gieo mầm đạo đức khắp cả chúng sanh để cùng chung hưởng trong ngày hội Long Hoa là giờ phút thiêng liêng siêu tuyệt. Cũng cần nhắc lại câu của Đức Thầy đã dạy: đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phân đoán việc ấy. Nếu mỗi lần muốn thi thiết một vấn đề nào, ta đều có chỗ xét nghĩ như thế, hẳn không bao giờ lâm vòng tội lỗi. Thái thậm vì những điều không hợp lý, cố nhiên ta đã tránh trước. Trái lại, với sự thích ưng đạo lý, lợi ích mọi người, dù nhỏ lớn ta đều tinh tế để làm. Và nếu cứ làm như vậy, mãi phước đức thêm dày, đạo hạnh thêm lớn, trí huệ càng mở mang, đến chung quy hẳn phải được toại nguyện trên đường giải thoát. Thưa đồng đạo, sự giảng giải của tôi chỉ vì thương đồng đạo giữa nhau trong lúc vắng mặt Đức Thầy. Với phương diện nào cũng đều cuồng quẫn, nếu tốt thì tốt hết, xấu thì xấu lây. Huống lại chúng ta cùng đi trên con thuyền, nếu có kẻ nhổ đinh phá chốt rủi chìm, dù kẻ không phá cũng phải chịu chung. Vì thế mà chúng ta phải cần giữ gìn khuyên nhủ lẫn nhau, tránh điều tổn hại, nhất là phải biết đoàn kết chặt chẽ để tiến xa trên đường đạo nghĩa, ngõ hầu khỏi phụ công lao của Đức Thầy về mặt truyền giáo cũng như cách mạng. Tóm tắt, mục giảng này có hai điều: trước lựa lời ngay chánh, sau chọn nghiệp chân thật mà làm, trong mỗi ngày sẽ khiến mình trở thành tốt đẹp, vừa công lẫn đức, cho ngày kia gặp Chúa gặp Thầy và dự hội Long Hoa. Rủ đi Long Hồi triệu muôn người, những chữ lợi tình chẳng chịu thôi, càng nhiễm ô lâu càng thấy lầm, giữa đường lắm kẻ nợ buồn trôi. Trong cảnh khổ nhìn nhau chua xót, nên sĩ thành nôi gót khuyên đời, kêu gọi nhau càng tiên rau lời, những ít kẻ thật tâm nghe lấy. Tưởng lẽ nhiệm còn nằm trong giấy, chưa lộ bài nên chẳng đủ tin, để đợi khi sấm nổ liên thinh, chừng đó mới giật mình hối ngộ. Như vậy đó cũng đã quá khổ, còn chi đâu tu kịp bớ người.
cảnh huống này nửa khóc nửa cười. Khóc những kẻ giữa vời phủ bạc, cười lắm hàng bề ngoài chay lạc, mà trong lòng chưa chất mặn mòi. Tu thế ni lòng hồi khó coi, hành như vậy Phật trời đâu chứng. Kêu kẻ trí từ đây bền dừng, gọi người ngày mai tôi khẩn cầu. Việc tu hành đâu nề mau lâu, miệng cho được một câu tỏ ngộ. Sao rồi gặp việc kim quy cổ, hội nhà bàn mới toại con lành. Hiện bây giờ nhiều nỗi rối đoanh, bởi cơ tạo chuyện xoay quá ngặt. Trên đường lành bước đi gúc mắt, nhưng tâm hồn giữ chặt chớ rời. Có ngày kia được sống coi đời, đặng gặp Chúa gặp người thương cầu. Việc nói đó có ngày phát lộ, chẳng hề không ơ hơi đạo đồng. Tu từ đây gắn giữ lòng trong, hành khuya sớm dình tâm như nhất. Dẫu có gặp lắm điều khổ cực, lòng vẫn tin trời Phật đổ điều. Có ngày kia được gặp trời nghiêu, hưởng an lạc muôn điều thông thà. Khuyên ai ráng bền tâm chắc già, để đợi thầy trong lúc trở về. Thầy ơi trợ gốc cứu con thơ, lạc mẹ con gà thật ngần ngơ. Còn khổ chi hơn nghe tiếng ô, cả bầy chiêu chích tờ vò tơ. Thầy ơi trợ gốc cứu con hiền, được khỏi lưới rào của tuổi phiền, để có tự do đi đến hồi. Hầu cuối bay đấng thần tiên. Lời khuyên nhủ cho người tỉnh thức, tiếng gọi kêu mong kẻ hồi đầu. Tuy sự tu dần đã bền lâu, nhưng phát huệ ngắm xem thời ít.
bởi vô minh tâm kia mờ mịt ráng dồi mài có thở sáng soi. Phải làm sao rạng vẻ giống nòi, nên sửa phần để không hổ mặt. Nay sự thế ngày càng siết chặt, để đến hồi kết thúc cuộc cờ. Vì ai người rõ hiểu thời cơ, nên bền chí chứ đừng ngao ngang. Đã được biết đạo màu chánh đáng, hãy dừng tâm khuyên chớ sụp lùi. Cũng có ngày hướng sự an vui, giữa thầy tớ cùng nhau hội hiệp. Hãy nhớ dòng kim chi ngọc diệp, cùng nghĩ rằng tổ phụ anh hùng. Nay chúng ta phải gắn dây dùng, theo kịp chỉ người xưa mới đang. Tu thì phải hiền lành ngay thẳng, nhưng cũng lo vừa giúp nước non. Để cùng nhau được hưởng sống còn, đặng đi đến ngày kia thấy chúa. Lời khuyên chưa thấy mang lời điệu đàn, không phím tuyệt vời bơ ai. Trên chúa thánh thần ngay một già, dưới tôi hiền chẳng khá hai lòng. Từ xưa nay vẫn sạch trong, tựa như màu sắc ba tầm non mây. Lời khuyên dừng y đức thầy, để cho đời biết cõi này có tiên. Nhủ lòng của các chư duyên, tôi đây nghe giảng hãy truyền ra xa. Một khi trở gốc lại nhà, nên đem lẽ chính khuyên mà gia trung. Lời giảng dạy chưa cùng chưa tận, tiếng nhủ khuyên còn thâm còn sâu. Nhưng nay tôm tắt ít câu, đến đây đã dứt thấy hầu lui chân.